Xin chào các bạn đến với kênh Đức Nhân TV. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách để xử lý cây táo. Cái vườn bưởi này thì mình biết mình trồng từ tháng 2, tháng 3 âm lịch. Và mình trồng táo thì mình sẽ vừa rồi là mình vít ra để cho nó có ánh sáng, che cho cái bưởi phát triển, nó có hở khe để cho bưởi phát triển. Như một số các bạn gọi điện cho mình và hỏi trên nhắn tin cho mình hỏi là có nên thiến táo và thiến bưởi và thiến một số cây ăn quả không, thì mình chia sẻ các bạn luôn là thường thường ấy, các bạn mà thiến cây ấy, thì tuổi thọ cây chắc chắn nó sẽ giảm. Thế như cây nâu liên, như cây bưởi, một số cây thì nó để chúng một chút là thiến để nó ức chế cây. Nhưng mà chúng ta thiến thì nó sẽ phát tuổi thọ cây giảm đáng ra, như cây bưởi nó tuổi thọ 30 năm mà chúng ta thiến là chỉ còn 20 năm thôi. Còn cây táo chúng ta tại sao phải thiến và thiến thế nào? Thì thường thiến táo ấy thì là nó không hại như cây bưởi. Ví dụ như cây thế táo mà mình thiến ở trên đây thì sang năm mình có thể cưa dưới để nó cây nó không bị trột. Còn nếu các bạn mà thiến ở phần đây mà các bạn cắt sang năm cắt hết thu hoạch trong các bạn cắt trên đây thì sẹo ở dưới thì cây bưởi nó cây táo nó sẽ kém. Còn mục đích thiến táo nó có lợi gì và hại gì thì mình chia sẻ các bạn luôn. Mục đích là thiến táo là để cho nó ức chế, nó không nên cái, như cái lộc lon này này. Bây giờ tháng 8 âm lịch rồi mà các bạn nó đang ra hoa rồi. Mà nếu mà chúng ta mà nó để tốt quá là nó ít hoa. Đấy nhá, thì bây giờ mình thiến để mục đích là nó để nó không phát lộc mạnh. Nó không phát mạnh này để nó ức chế, để nó cành nó cây nó già hơn. Già hơn để tạo phân hóa mầm hoa nhiều hơn. Đấy là cái lợi của cái mà khi mà chúng ta sử dụng thiến táo hoặc cây ăn quả. Nhưng cái hại của nó ấy, mình phải chia sẻ các bạn luôn là nếu mà các cây táo mà nó sai quả quá ấy, mà chúng ta thiến ý, thì nó sẽ rụng bớt những cái quả kẹ. Đấy là để nó đỡ không phải vặt. Nhưng mà mình mà thiến táo mà cây mà bình thường ấy, mà thiến với cả cây ăn quả mà chúng ta thiến, chúng ta khoanh vòng, mình khoanh vỏ, thì sẽ cái là tuổi thọ cây giảm và quả đấy sẽ kém nhỏ hơn. Như những cây mà tơ này, bây giờ nó sang bắt đầu nó ra bật hoa rồi. Mà nếu chúng ta mà không khoanh ấy, thì là nó sẽ phát triển nộc nhiều thì nó ít hoa thôi. Chứ còn thực ra là ta không nên thiến kể cả cây ăn quả. Như các cây ăn quả như bưởi, cam, quất mà các bạn thiến thì tuổi thọ cây hoàn toàn giảm luôn. Nhưng cây táo mà chúng ta khoanh ở trên, mà chúng ta cưa cho năm cưa trên thì chắc chắn là cây nó sẽ bị yếu vì nó bị khoanh cây. Còn chúng ta mà thiến ở dưới, thiến ở trên mà tôi cắt ở dưới cho năm này, ta xử lý nó thì không có gì cả. Chính vì vậy chúng ta là có nên thiến cây không, khoanh cây không là tùy theo cây, mà tùy theo cây cái sự phát triển. Ví dụ cây mà nó mà đang cây mà nó đang ổn định như cành đây thì ta không nên thiến đấy các bạn này, nó già rồi không nên thiến đấy các bạn nhé, vì hoa đây này. Nếu mà mình thiến là sẽ rụng bớt hoa và rụng bớt quả các bạn nhé. Nếu mà thiến là sẽ quả sẽ bị rụng bớt như cành già này, những cành người tơ này, cái này nó quá yếu bơi quá mập mạp mà nó sẽ ít hoa, tỷ lệ hoa nó thưa ấy. Thì mình một là mình thiến để mình khống chế nó thôi các bạn nhé, chứ còn chúng ta không nên thiến cây. Mình chia sẻ còn thiến thì có tác dụng thế nào và bất tác mà nó bất lợi thế nào thì mình chia sẻ là như vậy. Tức là chúng ta thiến là để chúng hạn chế cây để cho nó già, để cho nó phân hóa mầm hoa thôi à, các bạn nhé. Để nó lỡ lên nước thôi, lên nước nhiều thì nộc nó nhiều thì nó đây hoa rất ít mà này, hoa rất ít và bên này thì hoa nó nhiều hơn. Còn thiến là nó sẽ quả nó sẽ rụng bớt đấy các bạn, nó rụng bớt quả yếu. Thế người ta mục đích thiến là cây nó sai quá, nó để nó rụng bớt quả yếu. Nhưng mà chúng ta mà cây sai quá ta bón thì nó cây nó quả to thôi, mà người ta không có là phải tỉa. Đây là trường hợp là như thế thôi. Thật ra ta không nên thiến cây các bạn nhé. Còn bây giờ mình hướng dẫn các bạn, nếu mà có thiến cây ấy, thì ta chọn những cành nào cần thiến. Ví dụ cây này nó bộ nó bắt đầu nó rang ra hoa mà nó mập quá các bạn này, nó phát triển thì hoa thưa ít hoa thì mình chỉ thiến. Ví dụ mình thiến ở trên này, mình làm cho các bạn mẫu các bạn xem nhé. Nên mình chỉ thiến vòng tròn đây, đây mình chỉ làm mẫu thôi, còn mình không có thiến đâu các bạn. Đấy, các bạn đây ta thiến vòng này, đây là thiến cách thiến vòng tròn. Hai là các bạn có thể thiến chéo vòng theo các cái lò xo thì là cây nó vẫn phát triển đều các bạn nhé. Đấy, và ta thì thiến hai đốt là chẳng hạn này, ta thiến hai đốt là chẳng hạn này, mình cắt cho các bạn này, thiến hai đốt là chẳng hạn này. Đấy, các bạn nhé, thiến khoanh này. Đấy, đây là cách thiến tròn. Còn thiến chéo thì chúng ta thiến như thế này thì thiến cây nó sẽ vẫn phát triển đều này, thiến chéo này, lò xo các bạn này. Đấy, và ta vành nó vẫn có theo lò xo và nó đi lên thế này, nó đi lên thế này. Đấy, tức là nó sẽ chéo này. Thì thiến này thì kiểu này thì là nó sẽ vẫn cây phát triển bình thường và nó hạn chế thôi, nhưng mà vẫn được các nhá. Thế là những cách thiến. Còn khi mà ta thiến thì chúng ta phải lấy băng dính ta dán lại cho vi khuẩn nó không xâm nhập bạn nhé. Còn có thiến hở khe cũng được các bạn nhé. Nhưng mà đây là cây này thì mình làm cho bạn thôi. Đó, đây làm mẫu các bạn thế này nhá. Đấy. Như thiến này sang năm mà mình xử lý sau khi thu hoạch ấy thì cưa ấy, thì mình sẽ chia sẻ các bạn này. Bật máy này nhưng mà phải đẩy bạc bạn mới rõ được. Đó, đây là cây này là thiến theo vòng lò xo thì cây nó hạn chế ức chế nhưng vẫn lên được, nó không bị ảnh hưởng. Đấy, nó theo cái vành như này luôn. Đây là cách mình chia hai cách thiến, cách thiến là thiến vòng tròn khoanh tròn, còn đây là thiến lò xo. Còn sang năm mà cưa cây nhé, các bạn khi thu hoạch thì các bạn phải nhớ là cưa dưới này để cái cây này nó không bị vòng, nó không bị thiến thì cây đốt này nó vẫn khỏe, thì nó nảy nọc ra để mình khai thác được mầm sau. Còn nếu mà mình thiến đây rồi hoặc các bạn thiến trên này rồi mà các bạn cưa ở phần trên này thì cái đoạn này nó bị thương thì sang năm cái nó sẽ vận chuyển thức ăn nên nó rất là kém các bạn nhé. Nếu mà các bạn thiến ở đây
mà các bạn sao mà các bạn cưa này, để đây phần gỡ phần thân này, để này nọc thì cái này nó sẽ bị tuổi thọ kém và nó bị kém đi rất nhiều, hoặc là các cái vết thương này nó sẽ có vi khuẩn xâm nhập các bạn nhé. Chính vì chúng ta là muốn thiến thì ta phải thiến ở trên, chúng ta cắt cành ở dưới để chúng ta này nọc từ đây ra để cây nó không bị thương, cây nó khỏe cây. Thế là mình chia sẻ các bạn là có nên thiến cây không thì là như vậy, chứ không phải là cây chúng ta cái gì cũng thiến các bạn nhé. Bưởi mình đã có những video một các bạn hỏi mình rồi ấy, có nên thiến bưởi không, đầu năm các video mình tốt nhất là không nên thiến, thiến tuổi thọ cây sẽ giảm. Còn mục đích là thiến là nó sẽ bị hạn chế lên nước các bạn nhé, thì cây này nó già hơn, cành nó già hơn, cái cây ngọn nó nọc nó già hơn thì hoa sẽ sai hoa hơn thôi. Đây là mục đích thế, và nó hạn chế nước, không có nó nọc nó già nó lá nhiều, nó lên nước nhiều lá nhiều thì độ hoa nó kém. Nhưng cành này thì không bao giờ mình thiến các bạn nhé, cành này nó già hơn các bạn nhé, nó già hơn thì nó hoa nhiều rồi thì không cần thiến các bạn nhé. Nếu mà mình thiến cây này ấy, thì chắc chắn cây hoa này nó có khi nó bị rụng hết, bớt hoa đi, rụng bớt hoa đi thì tỷ lệ quả lại không chắc đã sai. Còn cho nên là hạn chế không phải cây nào thiến. Các bạn nhé, cành nào nó quá non quá tơ thì chúng ta có thể xử lý thiến, còn không có thì ta không cần thiến các bạn nhé. Còn mình dùng rồng cái này mình vít ra để mình lấy ánh sáng này cho bưởi nó cũng phát triển. Còn cái này để ngả ra cái rãnh ao này thì là mình cái nước này để mình vẫn khai thác mà cả hai cây luôn, bưởi vẫn phát triển mà không ảnh hưởng gì cây táo cả. Cái táo vẫn có thu trong một năm, thu ngắn ngày, trong 3 năm mà cây bưởi nó phát triển tốt tán rồi thì cái táo này mình bỏ đi, các bạn sẽ triển nó đỡ lãng phí. Và bây giờ mình đã dùng bí ở dưới chuẩn bò vừa khai thác bí xong, rồi dùng lần thứ hai rồi. Đó, cho nên hôm nay mình chia sẻ cách có nên thiến bưởi, các thiến cây ăn quả hay không là như vậy. Cho nên là các bạn phải nghiên cứu kỹ khi mà mình xử lý, còn không phải chúng ta cứ vác các đồ ra chúng ta thiến học thiến mà khoanh vòng khoanh vỏ là nó sẽ ảnh hưởng tuổi thọ cây các bạn nhé. Cho nên chính vì mình chia sẻ các bạn là ta nên khoanh vỏ hay không thì ta phải tùy theo cây. Đấy, nếu mà các bạn cây sai quá mà các bạn khoanh ấy là nó không đưa thức ăn lên được, là cây ấy nó rụng bớt quả đi các bạn nhé, nó rụng bớt quả, những quả kẹ quả yếu nó tự thải đi thì mình đỡ phải vặt tỉa thôi, nhưng mà năm sau thì cây đấy nó sẽ bị yếu đi rất nhiều. Cho nên mình chia sẻ các bạn là có nên thiến cây không là các bạn nên tư duy. Như cây vừa rồi ấy, cây táo nó quá mập mà nó lên đốt mà nó thưa hoa thì mình cứ để nó già cành đi cho nó bật phân hóa mầm hoa thôi, còn ta nên không nên thiến các bạn nhé. Còn cả một cái vườn táo đây mình chỉ thiến một hai cành thôi. Đấy, còn năm ngoái mình có một cái video đấy là mình quay cái bác trong làng bác cái thiến tất, thì mình quay các bạn cho xem cái thiến táo. Năm nay thì mình cũng chỉ ra khoanh vỏ những cành táo là nó quá tơ, nó ra sau nó quá tơ, sợ nó ra muộn thì hoa không đúng vụ và nó không có hoa không có quả để khai thác vào Tết. Chính vì vậy mình chỉ khoanh những cành nào mà nó quá tơ, quá mập, ít hoa. Còn cành nào nó có hoa nhiều rồi thì mình không khoanh, vì khoanh đó này nó sẽ tỷ lệ nó đưa dinh dưỡng lên kèm.